Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Á-Thái Bình Dương nhận được khoản thanh toán trị giá thu về 51,5 triệu đô la Mỹ, khoảng 1.200 tỷ đồng, khi bán được 10,3 triệu tính chỉ carbon rừng. Ngày 21 tháng 3, Ngân hàng Thế giới cho biết Việt Nam đã nhận được khoản chi trả 51,5 triệu đô la Mỹ cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh, tính chỉ carbon, do hạn chế được mất rừng và suy thoái rừng, thường được gọi là rét cộng, và tăng cường lưu trữ carbon thông qua trồng và tái tạo rừng. Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Á Thái Bình Dương nhận được khoản thanh toán dựa trên kết quả giảm phát thải từ quỹ đối tác carbon lâm nghiệp (FCPS) của Ngân hàng Thế giới. Khoản chi trả này đã được chuyển cho Việt Nam do giảm được 10,3 triệu tấn phát thải carbon cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 2 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Đây là khoản chi trả đơn lẻ lớn nhất từng có từ quỹ FCPF cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh và chất lượng cao. Khoản tiền này sẽ mang lại lợi ích cho 70.555 chủ rừng và 1.356 cộng đồng sống gần rừng, được chia theo kế hoạch chia sẻ lợi ích rộng rãi. Ông Lê Minh Hoang, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, cho biết thành công của chương trình kết cộng đưa Việt Nam đến gần hơn với việc thực hiện các đóng góp do quốc gia tự quyết định đầy tham vọng của Việt Nam theo thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, đồng thời bảo vệ các khu vực quan trọng cho bảo tồn đa dạng sinh học. Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã thu được kết quả giảm phát thải vượt quá khối lượng đã ký hợp đồng với quỹ FCPF và có thể bán khối lượng giảm phát thải vượt trội này cho bên thứ ba thông qua các hiệp định song phương hoặc thị trường carbon. Việt Nam cũng có thể sử dụng các kết quả giảm phát thải vượt trội này cho đóng góp do quốc gia tự quyết định hoặc giữ lại cho các mục tiêu về khí hậu. Bà Caroline Tớt, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho biết khoản chi trả mang tính bước ngoặt này đánh dấu một bước nữa để Việt Nam tham gia thị trường tính chỉ carbon toàn cầu và mở ra một cơ hội mới để tài trợ cho các cam kết và mục tiêu khí hậu đầy tham vọng của quốc gia. Chương trình này đã tạo ra 16,2 triệu kết quả giảm phát thải đã được xác minh cho giai đoạn 2018-2019, cao hơn 5,9 triệu so với khối lượng 10,3 triệu trong thỏa thuận chi trả giảm phát thải. Ngân hàng Thế giới đã thông báo cho Việt Nam việc thực hiện quyền mua thêm 1 triệu kết quả giảm phát thải bên ngoài số lượng hợp đồng. Chương trình giảm phát thải của Việt Nam bảo vệ các khu rừng nhiệt đới của đất nước bao phủ 3,1 triệu trong số 5,1 triệu hecta đất trong khu vực thực hiện chương trình. Những khu rừng này có tầm quan trọng về sinh thái, bao gồm năm hành lang bảo tồn đã được quốc tế công nhận. Khu vực này cũng là nơi sinh sống của 12% dân số Việt Nam, bao gồm 13 nhóm dân tộc thiểu số và nhiều cộng đồng sinh sống phụ thuộc vào rừng. Gần 1/3 dân số trong khu vực sống dưới mức nghèo của quốc gia. Thông qua việc cải thiện quản lý rừng, đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp và tăng cường các chính sách nông nghiệp chương trình giúp tăng cả phạm vi và chất lượng che phủ rừng với sự hợp tác của cộng đồng địa phương